Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Điều tra đám tang giả của người phụ nữ ở Sóc Trăng. Sáng ngày 31 tháng 3, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng làm việc với bà Trần Thị Tuyến, khoảng 60 tuổi, người địa phương, để làm rõ việc tổ chức đám tang giả tại nhà bà này. Nói với dinh ông Lê Minh Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung cho biết, bà Tuyến nợ nần nhiều người nên sang Đồng Tháp tránh mặt. Chiều ngày 29 tháng 3, bà Tuyến mua một quan tài ở Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà để tổ chức đám tang giả cho mình. Các con của bà Tuyến nói mẹ sát hại ở tỉnh khác nên đưa thi thể về quê làm đám tang. Công an địa phương thấy có sự bất thường vì nếu có án thì cơ quan điều tra nơi xảy ra vụ việc phải tổ chức các thủ tục điều tra theo quy định. Từ khuất tất này, chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng mở quan tài khám nghiệm tử thi thì phát hiện bên trong chỉ có 3 bao cát. Theo ông Đương, sau khi trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định con trai của bà Tuyến đã chở mẹ đi mua quan tài tại Đồng Tháp vào chiều ngày 29 tháng 3. Ngoài việc tổ chức đám tang giả, nợ nần của chị Tuyến cũng đang được công an điều tra làm rõ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung khẳng định. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!